Lâu lắm mới được Phùng Ngọc Huy công khai quan tâm, Mai Phương nói ngay câu này. Được Phùng Ngọc Huy khen ngợi khi đăng ảnh vui vẻ bên con gái La Vi, diễn viên Mai Phương phản ứng một cách nhẹ nhàng. Sau thời gian điều trị bệnh ung thư, sức khỏe của diễn viên Mai Phương đã ổn định hơn rất nhiều. Hiện tại ngoài việc nghỉ ngơi dưỡng bệnh, cô dành thời gian chăm sóc con gái và tham gia một vài hoạt động nghệ thuật để bớt nhớ nghề. Mới đây, bà mẹ đơn thân chia sẻ loạt hình ảnh cùng con gái La Vi tham gia biểu diễn từ thiện tại chùa. Ngay sau khi đăng tải, nhiều người gửi lời chúc mừng khi thấy sức khỏe của cô đang ngày càng hồi phục. Đáng chú ý nhất, Phùng Ngọc Huy cũng bình luận dưới bài viết "Hai mẹ con dễ thương quá". Mai Phương rạng rỡ bên con gái La Vi. La Vi là con gái của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy. Dù mới 5 tuổi nhưng cô bé đã biết quan tâm và thương mẹ rất nhiều. Có thể nói, đây là lần hiếm hoi Phùng Ngọc Huy công khai khen ngợi động viên người yêu cũ và con gái trên mạng xã hội. Dù đã đường ai nấy đi, nhưng anh vẫn rất quan tâm đến Mai Phương. Đặc biệt là sau khi tình cũ bị ung thư phổi, trước lời khen của Phùng Ngọc Huy, Mai Phương lập tức đáp lời, cảm ơn ba Huy. Khi biết Mai Phương mắc bệnh, cô bé đã cầu nguyện để mẹ nhanh hết bệnh. Con gái chính là động lực lớn nhất giúp cô kiên trì, chống lại mọi bệnh hiểm nghèo. Sau hơn 3 tháng điều trị, Mai Phương ngày càng lạc quan, bệnh ung thư cũng thuyên giảm nhiều. Thời gian qua, không ít người hâm mộ hy vọng Phùng Ngọc Huy và Mai Phương có thể tái hợp để cho bé La Vi một tấm hạnh phúc. Tài khoản có tên Vi bày tỏ, chúc gia đình em hạnh phúc, mong sớm đoàn tụ. Chỉ một câu động viên của Huy làm khán giả yên tâm rồi, chúc gia đình em sớm đoàn tụ, an yên, một cư dân mạng nhận xét. Một người khác lại thương cho con gái Mai Phương. Có nhiều người phụ nữ bao quanh anh Huy sẽ làm cho anh vui thay chị Phương, nhưng sao nhìn bé La Vi mà em thấy đau lòng thay, rơi nước mắt. Hân hoan đón chào năm 2019 sau việc đồng loạt gửi tâm thư cho một năm đã qua. Hoa hậu Hanye cũng chia sẻ cảm xúc của mình trên trang cá nhân. Cô cho rằng năm 2018 là một năm quá thành công đối với mình. Không chỉ thế, người đẹp còn hy vọng sang năm mới có những may mắn mới. Trải lòng về các hoạt động trong năm, Thanh Duy không giấu nổi những niềm vui và sự hài lòng trong status mới của mình. Được tới nhiều vùng đất lạ, thưởng thức thú vui du lịch một mình hoặc cùng người thân, chàng ca sĩ cũng đã có thời gian cực vui vẻ và thăng hoa trong công việc. Thanh Thúy ẩn ý bày tỏ niềm xúc động khi chuẩn bị làm mẹ lần hai, hạnh phúc với ba thứ mà chính mình vừa sản xuất được. Ngoài hai tác phẩm điện ảnh, bà xã Đức Thịnh cũng thể hiện tình cảm của người mẹ khi nhắc đến bộ phim của đời mình là Em bé vẫn đang nằm trong bụng cô với nickname đáng yêu, Cu Tết. Trên trang cá nhân, Miu gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua. Nữ diễn viên cũng vừa tuyên bố kết thúc một kế hoạch cũ đã được cô định ra từ 3 năm trước đó, đã sẵn sàng viết ra một hành trình mới với nụ cười. Miu cũng không quên hứa hẹn sẽ thử sức ở những lĩnh vực mới trong công việc vào năm 2019. Harry Won cũng ngồi tính một năm làm việc khi tham gia các game show và không quên gửi lời nhắn đến ông xã Trấn Thành đã cùng tham gia với cô trong một chương trình rất ý nghĩa. BB Trần và Hoàng Thùy cũng không quên gửi lời chúc năm mới 2019 đến tất cả mọi người. Nhã Phương đăng một hình ảnh kèm lời nhắn Happy New Year 2019. Nhã Phương thương chúc quý khán giả đại gia đình Nabi của Nhã Phương, anh chị em và những người thân yêu một năm mới hạnh phúc và may mắn. Chúc mừng năm mới. Trước thềm năm mới, ca sĩ Phi Nhung đã có buổi tiệc ấm cúng bên người thân và các con nuôi của cô như Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Thiên Ngân để cùng ôn lại những kỷ niệm trong năm cũ. Không đón giao thừa cùng các con, tối 31 tháng 12, Phi Nhung sẽ tham gia biểu diễn chương trình chào năm mới tại phòng trà Đồng Giao, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng kết một năm trôi qua, Thúy Diễm cho biết 2018 khép lại. Cô lời mỗi thằng cu tí. Trước thềm năm mới, nữ diễn viên nhắn nhủ đến con trai rằng con yêu à, mẹ sẽ cố gắng hết sức để mang lại cuộc sống tốt nhất mà mẹ có thể cho con, yêu con trai của mẹ. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất năm 2018 của tôi. Tiến Đạt chính thức làm chồng người ta, Harry Won hạnh phúc mãi nha anh. Chỉ với một lời chúc như thế này thì khán giả cũng đủ hiểu rằng họ vẫn giữ mối quan hệ tốt sau những vấn đề không hay về chuyện tình cảm ở quá khứ. Những ngày qua, cộng đồng mạng đã đứng ngồi không yên trước thông tin về đám cưới rapper Tiến Đạt. Sau những đổ vỡ với Harry Won, nam nghệ sĩ đã có cuộc sống khép kín và hoàn toàn giữ im lặng về chuyện tình cảm cá nhân. Chính lẽ đó mà không ai biết việc anh đã có người yêu bấy lâu nay. Vào ngày 30 tháng 12, hôn lễ của anh và Thủy Vi đã chính thức tổ chức tại nhà gái ở Bình Thuận. Tưởng chừng giữ được bí mật đến phút cuối, nhưng những hình ảnh về ngày vui này cũng đã được các khách mời dần dần chia sẻ trên mạng xã hội.
Theo như lời Tiến Đạt chia sẻ trước giờ ghi, thì anh dự tính sau khi hoàn tất hôn lễ mới gửi những hình ảnh đẹp nhất đến khán giả. Anh không ngờ mọi thứ lại được lộ diện ở phút chót. Đồng thời, nam nghệ sĩ gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người vì sự quan tâm nồng nhiệt này. Ngay khi đó, hàng loạt sao Việt đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến anh. Ai cũng cảm thấy rất phấn khích vì đến ngày Tiến Đạt chính thức lập gia đình. Cuộc đời bước sang một trang mới với người phụ nữ xinh xắn bên cạnh. Từ các nghệ sĩ như Thanh Thảo, Viu Anh, Tăng Thanh Hà, Mâu Thủy đều nhanh chóng gửi lời nhắn nhủ đặc biệt trên mạng xã hội. Tuy nhiên, trong vô số lời nhắn thì có lẽ khán giả bất ngờ nhất chính là bình luận của Harry Won. Ai cũng thắc mắc rằng liệu phản ứng của nữ ca sĩ sẽ ra sao khi tình cũ cưới vợ, thì lời chúc phúc của cô chính là câu trả lời cho tất cả sự tò mò. Quá đẹp đôi, chúc mừng hai vợ chồng nhé, hạnh phúc mãi nha anh. Vừa khen ngợi đẹp đôi, dòng can cứ đi đi cũng không quên nhắn Tiến Đạt phải hạnh phúc mãi bên vợ. Nhắc đến Harry Won thì mọi người thường nghĩ về hình ảnh của nam rapper Tiến Đạt, bởi lẽ chính anh là người đã giúp khán giả biết đến cô nàng. Cả hai đã có 9 năm gắn bó bên nhau nhưng lại kết thúc trong sự tiếc nuối của nhiều khán giả. May mắn nhất có lẽ là đến thời điểm này, cả hai đều gặp người mới và có cuộc sống hạnh phúc. 9 năm hẹn hò của Tiến Đạt và Harry Won là khoảng thời gian không quá dài nếu so với cuộc đời của một con người, nhưng họ là tuổi thanh xuân của nhau. Sau rất nhiều tranh cãi bức xúc thì đến hôm nay ai cũng có được hạnh phúc riêng cho mình. Có lẽ chuyện tình yêu quá khứ nên được xếp lại để các nghệ sĩ có trọn niềm vui bên người bạn đời của mình. Dàn sao đội tuyển Việt Nam cùng muôn vàn sắc thái chào mừng 2019, hòa cùng không khí chào mừng năm 2019. Dàn sao đội tuyển Việt Nam với 1001 cách chúc mừng năm mới. Phan Văn Đức là người đầu tiên đăng status khai xuân cho dàn sao đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ người Gợi An gửi lời chúc mừng năm mới tới gia đình, cha mẹ, người thân và toàn bộ người hâm mộ, kèm theo lời chúc là bức ảnh rất bắt trên xếp hình đỉnh cao cùng hội bạn thân đến từ các cầu thủ Văn Đức, Hồng Duy, Duy Mạnh và Huy Hùng. 2018 chuẩn bị kết thúc, một năm đánh dấu nhiều sự kiện ý nghĩa và đáng nhớ nhất. Xin chúc cho cha mẹ, gia đình và tất cả mọi người một năm mới luôn bình an, khỏe mạnh, thành đạt và thật nhiều hạnh phúc. Anh em tớ đón Tết xa nhà nhưng vẫn hoành tráng nhé. Dòng trạng thái cùng bức ảnh bắt trên xếp hình đỉnh cao cho hội bạn thân gây bão cộng đồng mạng. Chấn thương và không cùng đồng đội sang Qatar, nhưng Đình Trọng vẫn biết tạo điểm nhấn cho riêng mình. Bức ảnh xô đít khoe góc nghiêng thần thánh đằng sau bắt chước poster phía sau khiến các fan không khỏi phì cười. Năm 2018 khép lại không thể ngọt ngào hơn với những tiến bộ vượt bậc và thành công vượt ngoài mong đợi của Trọng Servin. Kết thúc năm 2018 và cũng là một năm đầy ý nghĩa và thật nhiều cảm xúc. Năm 2019, Trọng chúc mọi người thật nhiều sức khỏe để hoàn thành mọi ước mơ của mình. Khác với những bức ảnh nhã nhặn với gam màu trung tính của các đồng đội, Phan Toàn khác người với lời chúc rất dài cùng bộ đồ đỏ nổi bật. Năm 2018, riêng cá nhân Văn Toàn chưa được thành công vì những chấn thương không đáng có. Thế nên một outfit màu đỏ chất chơi đầu năm sẽ giúp Văn Toàn trở nên tự tin hơn trong năm mới. Chào ngày cuối cùng trong năm 2018, chào mừng năm 2019, hy vọng sẽ có nhiều niềm vui trong năm tới, kết thúc năm cũ bằng một tấm ảnh đỏ đỏ. Cảm ơn tất cả các bạn trong một năm qua luôn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã yêu quý mình sẽ cố gắng hơn để thành công hơn trong năm 2019. Chúc mừng năm mới! Đội trưởng đội tuyển Việt Nam Quế Ngọc Hải lạ hóa người đàn ông của gia đình khi đăng bức ảnh hạnh phúc cùng cô vợ Thùy Phương và con gái bé bỏng. Gia đình nhỏ này có lẽ là nguồn động lực vô cùng to lớn, giúp cho Hải thi đấu thăng hoa trong lần quay trở lại này. Gia đình Sunny xin chúc tất cả mọi người năm mới 2019 với thật nhiều sức khỏe, nhiều thành công và luôn thật hạnh phúc nhé. Thủ môn quốc dân Bùi Tiến Dũng là người đăng status trễ nhất trong dàn sao đội tuyển Việt Nam. Gần 2 giờ đêm, thủ môn 21 tuổi này đăng tải một dòng trạng thái khá dài với những lời cảm ơn không ngớt dành cho gia đình và người hâm mộ. Kết thúc 2018 bao thăng và trầm, thật may mắn và hạnh phúc cho đến bây giờ tôi vẫn mạnh khỏe và an vui. Cảm ơn bố mẹ và những người thân yêu trong gia đình. Cảm ơn tất cả những người đã luôn theo dõi và ủng hộ giúp đỡ tôi trong suốt một năm vừa qua. Cảm ơn những người chỉ luôn đứng phía sau và cầu chúc mọi điều tốt đẹp, bình an cho tôi. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người. Năm 2019, tôi xin cầu chúc cho bố mẹ, gia đình và tất cả mọi người có một năm thật may mắn, an vui, phát tài, phát lộc. Cầu chúc cho mọi người những điều tốt đẹp nhất. Happy New Year! Bức ảnh với thần thái rạng ngời của Bùi Tiến Dũng khiến fan nữ phải rụng tim. Trong khi đó, Nguyễn Phong Hồng Duy lại chọn bức ảnh khai xuân cùng với bạn, cùng phòng Văn Lâm. Cả hai còn quay hẳn một đoạn clip ngắn với loạt biểu cảm vô cùng dễ thương cùng dòng chữ Happy New Year.
Một năm khép lại với nhiều thăng trầm, mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Xin chúc cho ba mẹ, gia đình, người thân và tất cả mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, mọi điều bình an, thành công trong công việc và tràn đầy hạnh phúc.